Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Hôm nay mình sẽ làm vòng tay có dòng chữ xích đu nhá. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Hôm nay mình sẽ làm vòng tay có dòng chữ cầu trượt nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm. Bây giờ mình sẽ xỏ màu hồng nhá. Sau màu hồng mình sẽ xỏ màu da. Đây là ba màu đầu tiên của mình nhé mọi người ơi. Đây nè. Gì kìa. Nào. Dạ. Không. Còn làm ăn kiếm tiền, không ăn uống thì sao? Thế đây cái kìm này làm gì? Đây, có sổ đây. Thế thì được mà mua cái nữa. Vâng.
Bây giờ mình sẽ xóa chữ nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xóa màu xanh nha. Quay hàng máy chứ? Hai máy anh vâng. Này, bọn trong bọn công ty cũng lấy video của ngành nó làm rồi. Ngành đây. Cô gấp, không gấp. Ngành đây nhỉ. Nó làm được thì làm gì ạ? Nó làm được thì làm gì? Nó làm được thì không vừa kẹp nó. Đây nhá, đây là phần tiếp theo của mình nhá. Mọi người nhìn đây, đây là phần tiếp theo của mình. Video của mình đã sắp xong rồi nhé mọi người ơi. Chúc vòng của mình đến đây là hoàn thành nhá. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Để các bạn thích thì có thể bấm một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh cho mình nhá. Các bạn ơi, video của mình đến đây là kết thúc. Chúc vòng của mình đã hoàn thành. Nếu các bạn thích thì có thể bấm một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh cho mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.